Dạ rồi, hello quý anh chị. Thì đây sẽ là showroom của bên em. Đây là phòng dịch vụ. Đến là bên quầy lễ tân. Kèm theo đó là nơi đặc biệt sẽ là gọi là để trưng bày những hero car. Chẳng hạn như sắp tới sẽ là con siêu. Thì showroom bên em là đang trong showroom bên em là đã bắt đầu đi vào hoạt động rồi. Thì ngày 18 tháng 7 này là bên em sẽ khai trương showroom, và kèm theo đó là có giá của bên em. Mức giá sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 7. Còn về chương trình ưu đãi, về khi mà đặt cọc 10 triệu để nhận gói ưu đãi lên tới 65 triệu thì vẫn còn trong ưu đãi, vẫn được nhận ưu đãi từ đây cho tới ngày 18 tháng 7. Đây là quầy 3. Có một cái công nghệ pin Black Battery. Thì đây sẽ là pin Black Battery, còn gọi là pin lưỡi dao. Đây là chủ lực của bên em. Em là Kim Lợi, em đến từ BYD Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em cũng sẽ chia sẻ một vài cái ưu đãi đặc quyền tri ân người sở hữu đầu tiên. Thì đây sẽ là những đặc quyền về ưu đãi. Thì ở đây sẽ có bộ sạc treo tường 7 kg là miễn phí gói lắp đặt. Ví dụ như anh chị ở tại nhà mặt phố hay là ở những chung cư hay như thế nào đó thì bên em vẫn sẽ tới lắp đặt cho bên anh chị, toàn bộ là miễn phí hết, là một phạt bộ sạc treo tường. Tiếp đến là bộ sạc cầm tay, giống như là một cái sạc di động của mình vậy đó. Thì mình có thể sạc tại nhà, hoặc là khi mà mình đi du lịch, mình tới khách sạn hay những chỗ nào đó mà có điện thì mình vẫn sạc cầm tay này. Thì cục sạc này là 2 kg. Còn tiếp đến là một thiết bị chuyển đổi nguồn điện là V2L. Thì thiết bị này là cái gì? Dạ, để em chia sẻ thêm về cái thiết bị chuyển đổi nguồn điện này là khi mà chúng ta ví dụ như có đi du lịch rồi, mình có đi ra ngoài, mình muốn cắm trại camping như thế nào đó, thì mình có thể đem theo máy nấu nước nóng nè, rồi máy pha cà phê, hoặc là máy sấy tóc, cũng có thể là lò nướng. Thì những thiết bị mà vật dụng gia đình của bên mình có thể sử dụng được trong cái bộ chuyển đổi V2L này. Thì thiết bị nguồn điện chuyển đổi nguồn điện này là tí 2,2 kW, 2,2 kW, kilo quá, 2,2 kW. Cho nên là mình cứ sử dụng khi mà mình đi ra ngoài thì cũng giống như là một cái mình sử dụng một thiết bị gia đình vậy đó, cho những chuyến đi du lịch, đi xa, đi dã ngoại. Thì trong cái gói này kèm theo nữa là sẽ có tặng 1 năm bảo hiểm vật chất. Rồi khi mà anh chị đặt cọc 10 triệu thì bên em sẽ giảm 10 triệu đó cho anh chị. Nhưng mà chỉ là cọc 10 triệu nha, chứ không có cọc dạng 100 triệu và giảm 100 triệu đó nha. Chỉ có chương trình là chỉ có đặt cọc 10 triệu và sẽ được giảm luôn ngay 10 triệu khi mà giá xe công bố và anh chị mua xe, thì sẽ giảm thêm 10 triệu cho mình. Kèm theo đó là sẽ tặng cho mình thêm một bộ thảm sàn chính hãng của BYD luôn, là
cái này là hàng nhập của bên trực tiếp của nhà máy BYD. Kèm theo đó là bên em sẽ có thêm miễn phí 6 năm bảo dưỡng tiêu chuẩn cho bên mình. Là trong cái những giai đoạn mà ví dụ trong 6 năm đó thì anh chị không quan tâm về vấn đề bảo dưỡng quá nhiều, thì là mình có nghĩa là mình chỉ đầu tư về về chiếc xe, mình mua xe về và sau đó là mình chỉ đi suốt trong 6 năm đó mà không phải suy nghĩ là chi phí bảo dưỡng hay là giống như là gọi là mình tiết kiệm khá nhiều cho vấn đề về về chi phí. Thì giống như là mình anh chị cũng biết là xe điện thì cái chi phí mà sạc cũng khá là rẻ, nó tiết kiệm đâu đó cũng gần tới 40% khi đối với xe xăng là cái phần đó đã tối ưu rồi. Còn mà thêm 6 năm bảo dưỡng tiêu chuẩn nữa thì nói chung là mình mua xe về mình chỉ có chạy thôi, chứ mình cũng không có cần phải suy nghĩ tới vấn đề những chi phí khác nữa. À có một cái nữa là kèm theo đó là bên em sẽ có miễn phí 6 năm cứu hộ 24/7. Thì bất cứ mà trường hợp nào ví dụ như xe mình gặp lỗi hay trục trặc gì đó mà mình đang ở xa thì anh chị cứ liên lạc qua số hotline bên em là sẽ có cứu hộ 24/7 tới cho mình để giải quyết cho những vấn đề mà anh chị đang gặp trục trặc. Cái này cũng khá là ok á, trong suốt 6 năm thì mình cũng không có quá quan tâm về vấn đề đó. À còn về vấn đề pin, bên em sẽ bảo hành cho anh chị là tới 8 năm lận nha. Thì pin mà bảo hành tới 8 năm là anh thấy cũng khá cao. Mình giống như là chiếc xe thì là cũng quan trọng là từng pin, mà pin thì bảo hành tới 8 năm, số lượng sạc là lên tới cũng 3.000 lần. Cho nên là em thấy là mua xe về là mình chỉ có là việc mà mình sử dụng là đúng là đáng đồng tiền bát gạo luôn á, không cần phải suy nghĩ hay là không phải tốt cho bất cứ một cái phí nào đó. À kèm theo đó đây cũng là một phần là hỗ trợ vay lên đến 85% đối với chị khi mua xe mà mình có nhu cầu mình muốn trả góp, thì bên em đều có ba ngân hàng có hỗ trợ khoản vay lên tới 85%. Thì ngân hàng BIDV bên em sẽ có hợp tác chung với lại ba ngân hàng, cũng trong đó có hai ngân hàng là của tập đoàn Vietcombank, chẳng hạn như BIDV, Vietinbank, kèm theo đó là có thêm VPBank. VPBank sẽ hỗ trợ mình lên tới khoản vay là tới 85% nha quý anh chị. Dạ rồi, thì đây là những đặc quyền tri ân gói 65 triệu mà em vừa nêu ra. Thì trong cái chương trình này khi mà mình đặt cọc 10 triệu á, thì mình nhận gói 65 triệu này em thấy khá là hời nha. Khi cái chương trình ưu đãi này mà nó đã hết đi á, thì những cái thiết bị này mà anh chị mà bỏ thêm một mớ tiền nữa em thấy nó không gọi là nó không đáng cho lắm. Trong khi đó mà mình bây giờ mình chỉ cần cọc có 10 triệu thôi mà mình nhận lên tới 65 triệu rồi. Mà khi mà có giá công bố rồi nhưng mà anh chị cảm thấy không hài lòng về mức giá thì bên em sẽ hoàn cọc lại cho mình, không có bất kỳ chi phí gì mà hoàn cọc lại rất nhanh lẹ nữa nha. Dạ rồi, thì bây giờ mình sẽ xem sơ qua cái xưởng dịch vụ của bên em nha. Có những anh chị cũng hay thắc mắc là bên em chỉ có bán xe mà không có bảo dưỡng hay xưởng, thì đây là xưởng dịch vụ của bên em rộng rãi lắm nha quý anh chị. Có cân bằng hệ thống, có máy ra giỏ xe, rồi đây máy điều chỉnh cân bằng lốp xe nè. Đây cầu nâng thì hiện tại là bên em đang có 3 cầu nâng. Nói chung là xưởng là không phải vậy, như theo quy chuẩn của một S là chỉ có bán xe không, kèm theo đó là cũng có dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng. Chứ nếu mà mua xe mà mình không có bảo dưỡng thì mình khá là lo trong những vấn đề đó. Đây là bên em đều trang bị hoàn toàn là cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng đều tối ưu hết, nên mình không đáng lo ngại về những vấn đề đó. Rồi, bây giờ đi lên ha.
Đây là phòng bếp cho quý anh chị. Mình là thành viên bếp của bên em. Có tivi nha. Rồi. Rồi, sắp tới thì ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu của chúng em thì sẽ có xe lái thử về, thì tầm đâu đó khoảng một hai hôm gì đó chương trình lái thử xe lái thử về, và trong 3 ngày cuối tuần 12, 13 và 14 thì bên em sẽ có chương trình lái thử. Thì anh chị, quý anh chị ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu hoặc là ở đâu ở trong khu vực miền Nam mình có đi du lịch ở Bà Rịa Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Bình Châu, thì anh chị có thời gian thì có thể ghé qua bên em để mình xem xe cũng như là mình trải nghiệm xem xe nó như thế nào trước khi mà mình đưa ra quyết định là mình có nên là cặp xe để mình mua xe hay không. Thì đây là cung đường lái thử của bên em. Rồi, thì cũng không kém phần quan trọng thì anh chị hay quan tâm về vấn đề về trạm sạc. Thì mỗi hãng á thường là sẽ có từ 3 tới 4 trạm sạc. Đây là trạm sạc của mỗi showroom của BYD toàn quốc. Đây là Toyota thứ 3 của anh em, Star Truck. Tới sẽ là một cái đây. Thì vấn đề trạm sạc thì 16 showroom thì đều trang bị hết 4 trạm sạc. Còn về vấn đề những mà trạm sạc khác nữa là từ ở những cái hãng khác, ví dụ như Volvo, Mercedes hay là BMW, thì cũng có những trạm sạc mà mình đặt tại những showroom như thế này. Đây là phòng giao xe. Đây là phòng giao xe mới. Bán rồi. Rồi, thì anh chị hay thường là khá là quan tâm về vấn đề về những trạm sạc, có thể trạm sạc ở đâu, hay là có thể sử dụng chung với lại trạm sạc của VinFast hay không. Thì em xin giải đáp thắc mắc của mình với anh chị về vấn đề về trạm sạc của VinFast á, thì là VinFast có một cái thẻ, thì chỉ có những anh quý anh chị mà đã sử dụng xe rồi, mua xe của VinFast thì mới sử dụng những trạm sạc của VinFast. Còn bên dòng xe BYD thì chúng em đều có đối tác thứ ba làm việc, ví dụ như là StarTrack nè, EV1, EverTrack, Rabbit, và sắp tới là có bên của SolarEV. Vậy đây, đây là lấy tên. Đây, Thọ. Đây là anh Đinh Đức Thọ. Xe của BYD đây, khu vực showroom của em cũng rộng rãi lắm, có bàn ghế để cho quý anh chị khi mà mình ghé để mình mua xe, mình bảo dưỡng xe, hoặc là ví dụ như quý anh chị từ ở những BYD khác, ví dụ như Sài Gòn, Hà Nội hay là như thế nào, bất cứ mà những showroom ở trên toàn quốc đó, thì anh chị mà muốn ghé chạm sạc bên em thì anh chị chỉ việc vô sạc xem đó là mình ngồi mình nhâm nhi cà phê, rồi mình nghe nhạc, mình lướt web, nói chung là toàn hệ thống BYD là đều kết nối chung, cho nên là mình cứ ghé chạm sạc rồi mình nhận những cái ưu đãi hay là kèm theo đó là những dịch vụ BYD của chúng em chào tới cho chúng anh chị, cho nên không phải là phân biệt là ở miền nào tỉnh nào mà mình được sử dụng của BYD đó, không, toàn hệ thống chúng em đều liên kết với nhau, cho nên mình cứ tận dụng và sử dụng dịch vụ của BYD. Để đây, hiện là đang trong giai đoạn chờ xe lái thử về, sắp tới là xe sẽ về, cho nên là anh chị cũng còn nói chuyện được, chứ sắp tới là tiếp khách cũng khá là bận rộn. Ở đây thì là những bảng màu xe của xe, ví dụ như là BYD Dolphin này,
gồm 3 màu. Rồi Peabody Ottawa và cái con mà gọi là chủ lực 523 mã lực, kèm theo đó là bên vận tốc 0 tới 100 km chỉ với 3,8 thôi. Đây là Peabody siêu, đây là bản màu. Thì có những quý anh chị mà đã lên đi buổi test drive vừa ở trên Sài Gòn thì có thấy những cái mã màu của xe này rồi. Có một cái màu nó cũng hơi lạ mà thị trường Việt Nam thì đang xem nó như thế nào. À, em có thấy anh Châu comment. Dạ rồi, Ottawa thì giá hiện tại của bên em là chưa có công bố, cho nên là phải ngày 18 tháng 7 này là bên em mới công bố giá xe. Thì đâu đó ở thị trường của Thái Lan là tầm 600 mấy đến chậm 700 mấy. Thì đó là tại thị trường Thái Lan. Còn về thị trường Việt Nam thì mình có thuế của thị trường Việt Nam nữa. Nhưng mà em nghĩ là trong những cái tầm phân khúc của Ottawa thì có thể so với lại VF6. Cho nên là tầm phân khúc đó em thấy cũng khá là giá cũng đưa ra khá là hợp lý. Mà ngoài ra Ottawa lại là chủ lực nữa đối với thị trường mà Thái Lan. Ví dụ anh chị có đi du lịch Thái Lan hay Singapore thì anh chị sẽ thấy Peabody Ottawa sẽ đi rất là nhiều. Thị trường Thái Lan rất là ưa chuộng cái mẫu Ottawa này. À, còn về cái giao xe tận nhà là bên em đều có giao xe tận nhà hết cho mình. Ví dụ như anh chị có ghé Peabody Bà Rịa Vũng Tàu, anh chị ở Sài Gòn, anh chị Nha Trang hay bất cứ trong tỉnh thành nào hay là thành phố nào mà anh chị có thương em đến với showroom của bên em mà mua xe thì em vẫn có giao xe tận nhà, mà đặc biệt là không có một cái phí gì hết, nên anh chị cứ yên tâm về khoản đó. Thì nhiều khi là mình cứ lo vấn đề là mua xe ở thành phố này thì thường là sẽ sợ là mình bị đánh phí về vận chuyển, nhưng mà không, nhà bên em thì được cái là có free vận chuyển cho mình. À dạ, đặt cọc xe thì bây giờ mình cứ đặt cọc xe cho em được rồi đó anh. Thì hiện tại là bên em cũng đã nhận được cọc xe từ ngày bữa test drive vừa rồi là ngày 15. Đúng rồi, ngày 15 chúng em đã nhận đặt cọc rồi. Thì có chương trình test drive vừa rồi thì cũng có những quý anh chị đã cọc xe rồi. Dạ rồi, cũng đặt cọc Dolphin, Ottawa, siêu cũng khá nhiều. Cho nên là chương trình đặt cọc này á, thì bây giờ nếu mà anh Châu á đặt cọc hiện bây giờ nè, anh Châu sẽ nhận được gọi là gói ưu đãi 65 triệu mà em vừa nêu qua. Còn mà khi mà ngày 18 tháng 7 hết rồi, giá con mẫu xe hết rồi, giá ưu đãi đó, thì những gói ưu đãi đó nó hết thì cũng khá là ổn. Mà giờ mình có cọc xe đi chăng nữa mà không, giá không đưa ra không hợp lý thì mình bên em cũng hoàn cọc cho bên mình được, không có bị bất cứ thứ gì. Đây sẽ là iPad để mình coi về thông số xe. Thì bên em đều trang bị 6 cái iPad cho 6 xe sắp tới. Để mình xem những thông số xe. Rồi, tông thì tông chủ đạo theo kiểu xám trắng kèm một chút vân gỗ, kiểu một chút nó đơn giản, nhưng mà màu xám nó toát ra nó kiểu làm cho mình nó lịch thiệp đi, trang trọng hơn. Anh chị cứ ghé bên em khi mà mình xem xe, mình sạc xe, ngồi ghế mình ngồi uống nước cà phê trà ăn mì, cứ tận hưởng những cái dịch vụ bên em đem lại cho quý anh chị. Mình là khách hàng mà, đúng không? Dạ rồi, còn gì nữa không ta? Xe lái thử về thì hôm nay là đã là ngày 10, thì bây giờ chỉ còn 8 ngày nữa thôi là giá sẽ chính thức công bố. Em cũng rất là nôn xe về và cái ngày mà công bố giá để gặp gỡ quý anh chị, để em có được là dịp mà gặp gỡ rồi giao lưu hoặc là mình mua xe. Showroom bên em cũng mới hoàn thiện xong khoảng tầm 2 ngày nay,
hôm trước cũng ngổn ngang lắm. Anh chị có thể xem trên kênh Facebook, trang cá nhân của em là Trần Kim Lợi, hoặc là trên TikTok em cũng có đặt cái lúc mà cái showroom nó đang xây, nó rất là ngổn ngang, nhìn nó rất là nhìn rất là chán. Nhưng mà được cái là giờ là showroom đã xong rồi, thì WeBody cũng đã xuống, cũng đã cho đưa vào hoạt động. Đây là có một cái trọng tủ phụ kiện nha quý anh chị. Ở đây lại có bán ly, đó là áo. Em thấy anh Châu cũng đang xem đúng không? Anh Châu có thắc mắc gì không anh? À, tức về cái công nghệ pin á, thì là cái công nghệ pin Black Battery này là có nghĩa là công ty của hãng xe BYD này á, là có từ lâu rất là lâu đời chuyên về sản xuất pin. Trước thì có sản xuất ra và làm việc cho Nokia. Nokia là khá là lâu đời đó quý anh chị. Biết về Nokia cũng khá là nhiều. Motorola, Sony, thì hãng BYD này trước là đã thiết kế phần pin cho điện thoại rồi. Sau này là năm 2003 đã bắt đầu là đã đứng sừng xem thị trường của ô tô. Thì về công nghệ pin này nó đặc biệt như thế nào, có nghĩa là nó sẽ, đây nhìn nè, nó rất là mỏng, dài mỏng như nè. Thì một tấm pin nó sẽ gồm những cái lưỡi pin như thế này, ghép lại thành một tấm pin bự hoàn chỉnh để làm cái gì, thiết kế khung gầm. Thì cái pin này nó có một cái đặc điểm là nó mỏng, nó diện tích nhiều, giúp cho cái bề mặt mà diện tích của trong thân xe, mà khi mà quý anh chị ngồi ở phía sau hành khách á, ngồi nó sẽ không bị kê chân lên. Rồi á, cái này á, được cái là pin nó lắp chung với khung gầm, cho nên á, ở dưới cái khung gầm của mình sẽ không có dễ bị cứng pin, là mình khi mà mình đi qua những cái đường mà nó gồ ghề, nó xấu hay là đá có dằn thì cũng sẽ không có ảnh hưởng tới vấn đề phần pin của mình, tại vì pin nó đã nằm chung với lại cái ổ khung gầm. Với cái diện tích thì nó mỏng như vậy, mình xếp nhiều lưỡi pin đó thì là cho mình nhiều cái dung lượng pin cao hơn, đi nó quãng đường xa hơn. Rồi Black Battery thì BYD thì tự tin về công nghệ pin Black Battery. Rồi đây là công nghệ của Electrum. Electrum thì công nghệ tích 8.1. Đây là những cái gọi là những cái vượt trội mà pin Black Battery đem lại, là an toàn vượt trội, quãng đường vượt trội, công suất vượt trội, vòng đời vượt trội, sức mạnh vượt trội. Đó là những cái điểm vượt trội mà pin Black Battery đem lại. Ok, để anh ghé lái thử xem. Dạ rồi. Dạ. Có gì lát nữa anh chị em xin thông tin của mình nha. Rồi em sẽ đăng ký thông tin của anh Châu. Rồi có ngày giờ như thế nào em sẽ mời anh Châu lên mình lái thử nha. Công suất vượt trội, vẫn được vượt trội. Rồi đó là những cái sơ qua, sơ lược qua về showroom bên em, những thông tin thì là thời gian đầu thì bên em đang có dạng sự sắp tới là khi mà có xe thì lúc đó em sẽ giới thiệu với anh chị nhiều hơn nữa về tính năng xe, rồi về xe nó sẽ chạy như thế nào, đi được trong bao lâu, giá nó sẽ như thế nào,
tính năng nó sẽ ra làm sao, nó có cái gì, trên xe nó sẽ có thêm cái gì. Đó là khi mà xe sẽ về là em sẽ làm tiếp một cái clip cho quý chị xem nha. Rồi. Tới là xe siêu sẽ để đây. Ở trên cái phần trên phía dưới thì em có để thông tin liên lạc. Thì quý anh chị nào có nhu cầu mua xe hoặc là có những cần hỗ trợ về tư vấn xe cứ liên lạc với em, cứ nhắn tin cho em số này hoặc là kết bạn với Zalo của em, thì có bất cứ hỗ trợ về những thông tin nào cứ liên lạc với em. Em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị 24/7 luôn. Đó, có mình gói ưu đãi bây giờ hiện tại vẫn đang có, cho nên là mình cứ nhanh tay lên để mình gọi là nhận được cái gói ưu đãi đó. Rồi sắp tới mà hết nó cũng khá là tiếc. Tại vì nó nói chung là nếu mà để phân tích ra chắc em phải làm thêm một cái bài phân tích về ví dụ như là trong 6 năm mà mình miễn phí bảo dưỡng tiêu chuẩn đó thì mình sẽ tiết kiệm bao nhiêu tiền, chi phí nó như thế nào, rồi trong cái cứu hộ nó 6 năm đó thì mình sẽ được lợi những gì, cái giá trị mà trước mắt đó, thì mình thấy là 65 triệu, nhưng mà về cái nhìn cái cách và lâu dài về giá trị giống như là trong mấy năm tiếp theo đó, mà mình được miễn phí thì em cảm thấy nó khá là lợi. Nhiều khi nó còn lời gấp 2, gấp 3 cái số tiền mà anh chị bỏ ra chỉ có 10 triệu à. Mà mình cọc có 10 triệu à. Mình nhận cái ưu đãi lên tới 65 triệu mà chỉ là 65 triệu là trước mắt thôi nha. Còn về lâu dài thì em thấy nó, mình cộng, mình nhân số tiền nó lên thì thấy nó rất là nhiều lắm á. Ví dụ như sơ sơ một cái bảo hiểm, bảo đảm bảo hiểm vật chất rồi là mình được bao nhiêu tiền nè. Đó, mình ví dụ mình đi mà lỡ mình có va quẹt nhẹ như thế nào cũng tốn một mớ tiền rồi. Rồi bảo dưỡng thì đúng là xe điện thì sẽ bảo dưỡng không có gì, nhưng mà thà là mình miễn phí luôn, lợi luôn còn hơn là mình cứ bỏ ra ví dụ như lắc nhắc đúng không? Dạ rồi. Rồi. À, cái showroom bên em sẽ nằm trên cái trục quốc lộ 51 này. Quý anh chị có từ trên Sài Gòn về thì sẽ đi ngang cái quốc lộ 51 này, sẽ thấy bên tay trái là showroom BYD và gần của showroom Mitsubishi. Rồi, hẹn gặp lại quý anh chị trong khoảng thời gian sớm nhất nha. Anh chị cứ có thông tin hay là cần hỗ trợ về những vấn đề và liên quan tới xe hay là bất cứ thứ gì, cứ liên lạc với em. Nhiều khi mà anh chị mà buồn mà ngồi ví dụ muốn tâm sự với em, tâm sự là chim biển hay là muốn rủ em đi ăn, đi cà phê đâu, cứ hỏi cho em. Ngoài việc em bán xe em còn có giải quyết những vấn đề đó nữa, cho nên là cứ xem em như là một người em, một người bạn. Rồi hẹn gặp là quý anh chị trong khoảng thời gian sớm nhất nha. Em rất vui và cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem hết clip của em. Hẹn anh chị khoảng thời gian sớm nhất. Dạ rồi anh Châu còn thông tin gì nữa không? Hẹn gặp anh Châu lên lái thử sớm nha. Chi gì nữa đây?